Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin quốc tế hôm nay là tin về việc công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế đề nghị trác bắt giữ Thủ tướng Israel và các lãnh đạo Hamas. Công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đề nghị trác bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel và ba lãnh đạo Hamas vì tội ác chiến tranh. Công tố viên Karim Khan cho biết ông có cơ sở hợp lý để tin rằng 5 người này phải chịu trách nhiệm hình sự vì tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại. Ông đề nghị trác bắt giữ Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cũng như Thủ tướng Netanyahu. Họ chỉ đạo cuộc tấn công Hamas ở Gaza kể từ cuộc đột kích vào ngày 7 tháng 10. Ông Khan cũng đề nghị trác bắt giữ lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar, ông Mohammed al-Masri, tổng chỉ huy cánh quân sự của Hamas, thường được gọi là DEF, và ông Ismail Haniyeh, lãnh đạo bộ chính trị của Hamas. Ban thẩm phán sẽ xác định có đủ bằng chứng để ban hành trác bắt giữ hay không. Nhưng ICC không có biện pháp nào để thi hành trác bắt giữ, trong khi cuộc điều tra của ICC về chiến sự ở Gaza bị Hoa Kỳ và Israel phản đối. Các lãnh đạo Israel và Palestine phản bác cáo buộc tội ác chiến tranh và đại diện của cả hai bên đều chỉ trích quyết định của ông Khan. Ông Netanyahu nói rằng ông phản đối sự so sánh của công tố viên ở The Hague giữa Israel Dân Chủ và những kẻ giết người hàng loạt của Hamas. Đề nghị trên là hoàn toàn bóp méo thực tế. Tổng thống Hoa Kỳ Biden gọi đề nghị phát trác bắt giữ là gây sốc, trong khi Ngoại trưởng Antony Blinken cho rằng nó có thể ảnh hưởng đến cuộc thương thảo về thỏa thuận con tin và đình chiến. Bên cạnh đó là tin một người thiệt mạng và 30 người bị thương sau khi chuyến bay của Singapore Airlines gặp nhiễu loạn không khí nặng. Một chuyến bay của Singapore Airlines từ London đi Singapore phải đáp khẩn cấp ở Bangkok hôm nay do nhiễu loạn không khí nặng, với một hành khách tử vong và truyền thông địa phương loan tin nhiều người bị thương. Hiện chưa rõ các hành khách bị thương và tử vong xảy ra trong thời điểm nào của chuyến bay. Theo truyền thông Thái Lan, 30 người bị thương. Đoạn video từ hiện trường đăng tải trên mạng xã hội cho thấy xe cấp cứu xếp hàng dài tại phi trường. Giới chức phi trường Suvarnabhumi ở Bangkok xác nhận một ca tử vong nhưng không cho biết tổng số người bị thương. Hãng Singapore Airlines cho biết phi cơ Boeing 777-300ER chở 211 hành khách và 18 thành viên phi hành đoàn đang trên đường đến Singapore thì phải đáp khẩn cấp. Trường hợp thương vong gần đây nhất của Singapore Airlines xảy ra hồi tháng 10 năm 2000 khi một phi cơ va chạm trên quỹ đạo bị đóng cửa trong lúc cất cánh ở Đài Loan, làm 83 người thiệt mạng. Singapore Airlines xảy ra 7 vụ tai nạn. Cảnh sát di trú cho biết nhân viên y tế lên phi cơ để đánh giá thương tích, nhưng không thể xác nhận số người bị thương và một số hành khách bị thương xuống khỏi phi cơ. Dữ liệu từ trang web theo dõi chuyến bay Flight Radar 24 và được Associated Press phân tích cho thấy chuyến bay của Singapore Airlines bay ở độ cao 11.300m. Ngay sau khi 8 giờ sáng theo giờ GMT, phi cơ Boeing 777 bất ngờ giảm độ cao xuống còn 9.400m trong thời gian khoảng 3 phút. Phi cơ duy trì độ cao 9.400m chưa đến 10 phút trước khi nhanh chóng đáp xuống Bangkok trong vòng chưa đầy 30 phút. Phi cơ mất độ cao khi chuyến bay đi qua biển Andaman về phía Miến Điện. Ấn Độ đóng cửa trường học do nhiệt độ tăng vọt. Nhà chức trách Ấn Độ ở thủ đô ra lệnh cho các trường học đóng cửa sớm trong mùa hè sau khi nhiệt độ tăng lên 47.4 độ C, trong khi Delhi chìm trong đợt nắng nóng trầm trọng. Giới chức thành phố Delhi yêu cầu các trường học đóng cửa vì nắng nóng quá mức, cắt ngắn vài ngày của học kỳ. Cơ quan thời tiết Ấn Độ cảnh báo tình trạng nắng nóng trầm trọng trong tuần này, với nhiệt độ lên đến 47.4 độ C ở ngoại ô Najagarh của Delhi vào hôm thứ Hai, nhiệt độ cao nhất trên toàn quốc. Nhà chức trách ở các tiểu bang khác như Haryana, Madhya Pradesh, Punjab và Rajasthan cũng ra lệnh cho các trường học đóng cửa. Ấn Độ không xa lạ gì với nhiệt độ mùa hè nóng bức. Nhưng nhiều năm nghiên cứu khoa học cho thấy khí hậu biến đổi làm cho các đợt nắng nóng dài hơn, thường xuyên hơn và mạnh hơn. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cảnh báo tác động của nắng nóng đối với sức khỏe, đặc biệt là trẻ em, người lớn tuổi và những người bị bệnh mãn tính. Hồi tháng 5 năm 2022, nhiều khu vực ở Delhi lên đến 49.2 độ C. Vòng bỏ phiếu kế tiếp trong cuộc bầu cử kéo dài 6 tuần ở Ấn Độ sẽ bắt đầu trong ngày thứ Bảy, trong đó có ở Delhi. Số cử tri đi bỏ phiếu giảm do thời tiết nóng bức hơn bình thường được xem là một yếu tố, cũng như dự báo Thủ tướng Narendra Modi sẽ dễ dàng thắng nhiệm kỳ thứ ba.
Ủy ban bầu cử Ấn Độ thành lập một nhóm đặc nhiệm để đánh giá tác động của nắng nóng và độ ẩm trước mỗi vòng bỏ phiếu. Trong khi đó, các tiểu bang miền Nam như Tamil Nadu và Kerala trải qua mưa lớn trong vài ngày qua. Tin từ Đài Loan, các nhà lập pháp Đài Loan xô đẩy và quát nạt nhau vì những cải cách gây tranh cãi. Các nhà lập pháp Đài Loan xô đẩy, thả biểu ngữ và quát nạt nhau hôm nay, trong khi tranh cãi về những nỗ lực để mở rộng quyền giám sát của Quốc hội theo đề nghị của phía đối lập, bất chấp sự phẫn nộ của đảng cầm quyền. Cãi vã xảy ra khi ông Lại Thanh Đức nhậm chức tổng thống hôm thứ Hai, đối diện không những Trung Cộng tức giận, vốn xem ông là một người ly khai, mà còn một quốc hội chia rẽ sau khi đảng Dân Chủ Tiến Bộ, viết tắt là DPP của ông, mất thế đa số tại quốc hội. Hàng trăm người tập trung bên ngoài quốc hội để phản đối cải cách, cáo buộc phía đối lập hợp tác với Trung Cộng và tìm cách giết chết nền Dân Chủ. Hai đảng đối lập chính, Quốc dân đảng và Đảng Nhân dân Đài Loan, viết tắt là TPP, phối hợp ủng hộ các cải cách, trong đó cho Quốc hội quyền giám sát lớn hơn đối với chính phủ. Những cải cách đó bao gồm một đề nghị gây tranh cãi, cho phép các nhà lập pháp kỷ luật những giới chức bị xem là phạm tội coi thường Quốc hội vì đưa ra phát biểu sai lệch hoặc giữ lại thông tin mà đảng DPP nói là thiếu định nghĩa rõ ràng. Mặc dù không lặp lại cảnh các nhà lập pháp đánh nhau như hôm thứ Sáu, các nhà lập pháp DPP yêu cầu thảo luận thêm về các đề nghị và trút sự giận dữ của họ lên Quốc dân đảng. Nhà lập pháp Kha Kiến Minh nói rằng, trên bục phát biểu hôm nay không phải là Quốc dân đảng hay TPP mà là Tập Cận Bình. Phe đối lập liền quát nạt, im đi. Quốc dân đảng cáo buộc DPP cố gắng lan truyền tin đồn và phát họa họ thân Trung Cộng để cản trở cải cách. Phát ngôn viên Yang Chi-yu của Quốc dân đảng nói rằng DPP đề cao chủ nghĩa dân túy và hành động bài cải cách của họ sẽ không thể đứng vững. Úc và Tân Tây Lan đưa chuyến bay di tản đến New Caledonia. Úc và Tân Tây Lan hôm nay bắt đầu di tản công dân khỏi New Caledonia với phi cơ chính phủ đến vùng lãnh thổ của Pháp, nơi trải qua một tuần bạo động bắt nguồn từ những thay đổi bầu cử của chính quyền Pháp ở Paris. Cao ủy Pháp ở New Caledonia cho biết phi trường chưa mở cửa cho các chuyến bay thương mại và họ sẽ triển khai quân đội để bảo vệ các tòa nhà công. Theo chính quyền địa phương, khoảng 3.200 người đang chờ rời khỏi hoặc đến New Caledonia do các chuyến bay thương mại bị hủy vì bạo loạn bùng phát vào tuần trước. Nhân viên và du khách tại một khách sạn ở Numi vào chiều hôm nay cho biết, du khách Tân Tây Lan, Nhật Bản và Úc đi cùng các quan chức lãnh sự đến phi trường. Giới chức Úc nói rằng hành khách được ưu tiên dựa trên nhu cầu. Du khách Úc Benan Hunley cho biết những người bị bỏ lại bất bình. Anh là một trong khoảng 12 người Úc còn ở lại khách sạn, không biết khi nào họ có thể rời khỏi New Caledonia. Hơn 1.000 hiến binh và cảnh sát từ Pháp đã được đưa đến New Caledonia và thêm 600 người sắp được tăng cường. Cao ủy Pháp đề nghị những cư dân Pháp bình thường sống bên ngoài New Caledonia ghi danh để được hỗ trợ trở về nhà. Bộ trưởng Ngoại giao Tân Tây Lan Winston Peters cho biết người Tân Tây Lan ở New Caledonia đối diện với nhiều thử thách trong vài ngày qua. Đưa họ về nước là ưu tiên của chính phủ. Các chuyến bay di tản sẽ được đưa đến trong những ngày tới. Bên cạnh đó là tin Bộ trưởng từ chức trong vụ khiếu nại đề nghị bãi nhiệm Thủ tướng Thái Lan. Một bộ trưởng trong tâm điểm của khiếu nại đề nghị bãi nhiệm Thủ tướng Sirdhar Thavisin từ chức hôm nay, trong nỗ lực để ngăn Thủ tướng khỏi các tác động tiềm ẩn. Một nhóm 40 thượng nghị sĩ nộp đơn khiếu nại lên Tòa án Hiến pháp vào tuần trước, đối với ông Pichi Chuban, 65 tuổi, nói rằng việc tháng trước ông được bổ nhiệm làm bộ trưởng trong văn phòng Thủ tướng là vi phạm hiến pháp vì ông có tiền án. Tòa án có thời hạn đến thứ Năm để quyết định có chấp nhận xem xét khiếu nại hay không, vốn có thể dẫn đến việc đình chỉ chức vụ của ông Setra. Trong đơn từ chức, ông Pichi nói rằng mặc dù ông được sàng lọc kỹ và ông hoàn toàn tin tưởng ông đủ điều kiện theo luật pháp, chuyện này liên quan đến Thủ tướng. Việc ông từ chức sẽ không ảnh hưởng đến công việc của Thủ tướng. Hiện chưa rõ đơn từ chức có tác động gì đến đơn khiếu nại đã nộp lên tòa án hay không. Ông Pichi bị phạt tù 6 tháng hồi năm 2008 vì tội coi thường tòa án sau khi âm mưu hối lộ quan chức tòa án 2 triệu bạc, tương đương 55.200 Mỹ Kim đựng trong túi giấy.
Giấy phép hành nghề luật của ông bị Hội đồng Luật sư Thái Lan đình chỉ 5 năm sau sự việc trên. Chính phủ nói rằng họ đã xem xét kỹ phẩm chất của ông Pichi và tin tưởng có thể bênh vực việc bổ nhiệm ông trước tòa án. Ông Pichi trở thành bộ trưởng thứ ba rời khỏi nội các của ông Shetta, sau khi bộ trưởng ngoại giao và thứ trưởng tài chính từ chức theo sau cuộc sắp xếp lại nội các vào tháng trước. Tàu đánh bắt cá voi mới của Nhật Bản lên đường trong chuyến săn bắt đầu tiên. Món thịt cá voi sẽ sớm phục vụ thực khách trên toàn quốc khi một tàu đánh bắt cá voi mới lên đường săn bắt cá voi bất chấp chỉ trích từ các nhà bảo tồn. Thịt cá mập sống cũng có trên thực đơn tại Nishinmaru, nhà hàng đặt theo tên con tàu khổng lồ đánh bắt cá voi trước đó của Nhật Bản, nay đã ngưng hoạt động sau 3 thập niên trên biển. Con tàu lớn gần đây nhất bị các nhà hoạt động theo đuổi quyết liệt ở Nam Cực, nhưng Nhật Bản đóng con tàu lớn hơn để thay thế nó. Con tàu mới tải trọng gần 9.300 tấn, dẫn đầu đoàn tàu đánh bắt cá voi, khởi hành hôm nay trong chuyến săn bắt đầu tiên, mở ra thời đại mới cho một ngành được chính phủ bênh vực là một phần không thể tách rời của văn hóa Nhật Bản. Ông Ryosuke Oba, quản lý nhà hàng cho biết, tàu Kenjimaru có phương tiện chế biến tại chỗ, nơi thịt được chế biến trước khi cấp đông. Con tàu này giống như một nhà máy, đó là đặc điểm nổi bật nhất của nó. Cho đến khi Nhật Bản rút lui khỏi Ủy ban đánh bắt cá voi quốc tế IWC vào năm 2019, Nhật Bản bị chỉ trích vì lợi dụng lỗ hổng trong bản ghi nhớ về đánh bắt cá voi thương mại của IWC, trong đó cho phép săn bắt vì mục đích khoa học. Nhật Bản nay nối lại việc đánh bắt cá voi thương mại trong vùng biển của đất nước, trở thành một trong ba nước đánh bắt cá voi cùng với Na Uy và Iceland. Con tàu trị giá 7 tỷ rưỡi yên dự tính đánh bắt khoảng 200 con cá voi trước cuối năm nay. Nhật Bản cho phép săn bắt cá voi Minke, cá voi Pride và cá voi Sei, đồng thời muốn mở rộng danh sách để bao gồm cá voi vây, loài động vật lớn thứ nhì trên trái đất sau cá voi xanh. Tin từ Hồng Kông, Hồng Kông muốn trở thành điểm du lịch thân thiện với du khách Hồi giáo. Hồng Kông muốn thân thiện hơn với du khách Hồi giáo và đang nỗ lực phục vụ nhiều món ăn halal đa dạng hơn khi thành phố tìm cách thu hút du khách từ Đông Nam Á, Trung Đông và khu vực Hồi giáo chiếm đa số ở Hoa Lục. Trong chuyến thăm gần đây đến Dubai, ông Dan Chen, giám đốc điều hành cơ quan du lịch Hồng Kông cho biết, thành phố mong muốn thu hút thêm nhiều du khách từ thị trường lữ hành Hồi giáo. Ông hy vọng họ sẽ đến Hồng Kông và sau đó có thể tiếp tục đến Hoa Lục. Nhưng Hồng Kông cần trở nên thân thiện với người Hồi giáo. Thành phố cần thêm nhà hàng halal và các cơ sở khác. Từ cuối năm 2023, Hồng Kông tìm cách thu hút thị trường Trung Đông giàu có để đa dạng hóa nền kinh tế vốn bị trì trệ sau làn sóng biểu tình vào năm 2019, phong tỏa COVID và căng thẳng trong liên hệ Mỹ-Trung. Những biện pháp này bao gồm thu hút các nhà đầu tư và du khách đến Hồng Kông từ khu vực nơi người Hồi giáo là tôn giáo thống lĩnh. Ngành du lịch của Hồng Kông chiếm khoảng 5% GDP và 7% lực lượng lao động. Thành phố ghi nhận số du khách từ Đông Nam Á gia tăng, nguồn du khách lớn thứ nhì của Hồng Kông sau Hoa Lục. Trong chuyến thăm Malaysia gần đây, các nhà lập pháp Hồng Kông nhận được phản hồi từ giới chức Malaysia rằng du khách Malaysia mặc dù thích đến Hồng Kông nhưng thường chọn Thái Lan vì Hồng Kông không có nhiều quán ăn halal. Hồng Kông có khoảng 300.000 người Hồi giáo, chiếm khoảng 4% dân số. Nhưng thành phố chỉ có hơn 100 quán ăn halal, chiếm 0.6% trong số gần 18.000 quán ăn được cấp phép trên toàn thành phố. Chim đại bàng buộc phải thay đổi đường bay thông thường để tránh vùng xung đột ở Ukraine. Mùa xuân hàng năm, hàng ngàn con đại bàng đốm lớn thực hiện hành trình gian khổ từ Đông Phi và Hy Lạp để đến miền Nam Belarus sinh sản. Một nghiên cứu mới lần đầu tiên tiết lộ tác động của chiến sự ở Ukraine đến cuộc di trú hàng năm của chúng. Các nhà nghiên cứu từ trường đại học East Anglia phát hiện, ngay sau khi Ukraine bị Nga xâm lược, đường di trú thông thường của chim đại bàng bị thay đổi. Trưởng nhóm nghiên cứu Charlie Russell cho biết, chiến tranh ở Ukraine để lại tác động lớn đến con người và môi trường. Kết luận của nhóm nghiên cứu cho thấy xung đột ảnh hưởng đến động vật hoang dã như thế nào, tăng thêm hiểu biết của chúng ta về tác động tiềm năng của những sự việc như thế này hay các hoạt động khác của con người khó dự báo hoặc theo dõi. Trong cuộc nghiên cứu, các nhà nghiên cứu muốn hiểu rõ liệu việc di trú của chim đại bàng đốm lớn có bị ảnh hưởng vì cuộc xâm lược Ukraine của Nga hay không. Nhóm nghiên cứu đang nghiên cứu loài chim này và gắn thiết bị theo dõi GPS lên chim đại bàng. Thiết bị này cho phép họ so sánh việc di chuyển và di trú trước và ngay sau khi Nga xâm lược hồi tháng 2 năm 2022.
Phân tích dữ liệu GPS cho thấy trước cuộc xung đột, chim đại bàng đi theo đường di trú từ miền Nam Âu Châu, chim mái và Đông Phi, chim trống, đến điểm sinh sản chính ở miền Nam Belarus. Tuy nhiên, sau tháng 2 năm 2022, chim đại bàng buộc phải thay đổi tuyến đường truyền thống của chúng, bình quân phải bay thêm 85 km. Điều này có nghĩa là cuộc di trú của chúng mất nhiều thời gian hơn. Cuộc di trú của chim mái mất 246 giờ so với 183 giờ trước khi xung đột xảy ra, trong khi chim trống mất 181 giờ để hoàn thành hành trình so với 125 giờ trước cuộc xung đột. Chỉ có 30% chim đại bàng trong cuộc nghiên cứu dừng lại ở Ukraine so với 90% trong những năm từ 2018 cho đến năm 2021. Bên cạnh đó là tin nhân viên quay phim hóa trang thành ông Trump trên thảm đỏ Cannes tại buổi ra mắt phim The Apprentice. Một nhân viên quay phim tại Cannes đội tóc giả màu vàng và hóa trang để thủ vai ông Trump trước buổi ra mắt phim The Apprentice hôm thứ Hai, một bộ phim về những năm trước đó của cựu tổng thống Hoa Kỳ. Bắt chước kiểu tóc đặc trưng của ông Trump, mặc áo jacket đen, đội nón bóng chày và mang mắt kính màu. Nhân viên quay phim Bob Long bước lên thảm đỏ bên ngoài Palace The Festival, cải trang thành cựu tổng thống. Giám đốc liên hoan phim Terry Farmax đi ngang qua nhân viên quay phim trên thảm đỏ trước khi nhân viên an ninh đưa người cải trang thành ông Trump đi khỏi để kiểm tra giấy tờ, sau đó cho phép ông tiếp tục quay phim. Sự việc diễn ra ngay trước buổi ra mắt phim The Apprentice, bộ phim của đạo diễn Ali Abashi về uy lực của ông Trump khi là ông Trump bất động sản ở New York hồi thập niên 1970 và 1980. Đây là một trong 22 phim tranh giải cành cỏ vàng của Liên hoan phim Cannes. Giải thưởng sẽ công bố vào ngày 25 tháng 5. Quý vị vừa xem xong phần tin quốc tế của chúng tôi, đặc biệt nhân kỷ niệm 14 năm thành lập hệ thống Viettoday Media. Đài truyền hình Viettoday sẽ có một chương trình promotion vô cùng hấp dẫn cho các cơ sở thương mại nào muốn quảng cáo thương vụ của mình trên đài truyền hình Viettoday mang tên Double Your Time. Xin liên lạc với các xứ ngôn viên của đài hoặc gọi cho tổng đài ở số 408-295-1111. Phần tin quốc tế cũng được bảo trợ bởi Viettoday Home Shopping với các chương trình tặng quà và giảm giá đặc biệt cho tất cả các khách hàng order trong giờ live. Xin gọi 188-504-0888. Phần tin quốc tế cũng được bảo trợ bởi ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Xin gọi cho Bá Thông 415-335-2000. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam cùng các bản tin chính như sau. Phó Thủ tướng Việt Nam thừa nhận kinh tế đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn. CDC Hoa Kỳ cảnh báo những dịch bệnh Việt Nam phải cảnh giác. Để kỷ niệm 14 năm phục vụ cộng đồng người Việt hải ngoại, hệ thống Viettoday Media đã truyền hình Viettoday với một chương trình sale đặc biệt cho các cơ sở thương mại nào chưa có cơ hội quảng bá thương hiệu của mình trên đài truyền hình Viettoday đối với đồng hương Việt Nam toàn vùng Bắc Cali. Xin liên lạc với các nhân viên sale của đài truyền hình Viettoday để biết thêm chi tiết về chương trình sale đặc biệt này. Quốc Bảo 408-888-4216, Kim Phượng 408-772-8775, Nam Minh 669-243-1320, Ngọc Thúy 408-888-2511, hay gọi tổng đài số 408-295-1111, 408-295-1111. Quý vị khán thính giả muốn xem chương trình truyền hình Việt Today và nhiều chương trình giải trí Việt ngữ khác với chất lượng HD hoàn toàn miễn phí, chỉ cần download app Việt Channels trên tất cả các thiết bị mà quý vị đang có. Mọi chi tiết xin liên lạc tổng đài 24/24 tại số 1877 tổng đài, tức là 1-877-866-4324 để được hướng dẫn, hoặc vào website vietchannels.com. Việt Channels, xem được mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị. Việt Channels mang niềm vui đến mọi nhà. Quý vị nào là chủ nhà hàng, chủ tiệm nails, chủ cơ sở thương mại muốn cài đặt hệ thống máy lấy order, máy credit card, máy ATM, hãy tham khảo hệ thống máy lấy thẻ của anh Châu Bá Thông. Anh Châu Bá Thông hiện giờ có chương trình khuyến mãi giá thấp và cho quý vị mượn máy lấy thẻ miễn phí và không cần hợp đồng. Anh Châu Bá Thông còn có máy POS, iPad, tablet lấy order tại bàn, rất thích hợp cho nhà hàng và tiệm nails. Nên gọi Châu Bá Thông 415-335-2000 để biết thêm chi tiết và những ưu đãi.